Kính thưa toàn thể liệu quý vị, bây giờ là trước phần cầu nguyện là phần nhắc lại lời dặn ngẫu Đức Thầy, tức là Đức chị Ba Dung sẽ đọc lại một bài là Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ Bạc Liêu. Xin trân trọng kính mời chị, nhận thấy chị Ba đang đứng dậy kính lễ tam bảo, mời quý vị ủng hộ tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Thầy Đại Từ Kim Sơn Phật. Kính thưa ban tổ chức, đoàn cứu trợ hành hương Khánh Thuận, kính thưa quý ông bà cô bác và chị em đồng đạo trong chuyến tham quan hành hương và cứu trợ hôm nay. Kính thưa chư quý vị, hôm nay trong buổi chiều chúng ta đến chùa Chánh Kiểu để bắt nhịp cầu giao duyên. Trong buổi chiều hôm nay chúng tôi xin thành kính phụng ngâm lại bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu. Nam mô A Di Đà Phật. Trót đã quy giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử giúp trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút vì cõi lành xa, sớm tỉnh trì tâm ơi trong quỷ tàn, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dậy xem hội hội long hoa. Long hoa tiên Phật nghi đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mày mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn đề à, lòng thầy chua xót khi ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tình giới nào, kim huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhuốc nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ. Sự nghiệp hết, gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường dài thoát, kỳ lánh ở xa trường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tàu ban tầng, thân chỉ cực nợ lần khân chẳng nghi dứt, chỉ cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, vừa qua chúng ta nghe lại cái bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ Bạc Liêu ha. Chị Ba 70 tuổi mà bà đọc cực kỳ luôn, thiệt. Hay quá, hay luôn, thấm thía. Mà đặc biệt Đức Thầy nói mình gì biết không?
chia cho bằng, quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Mỗi buổi chiều buổi sáng nào Nam Mô Tây Phật Tổ Bậc Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cô Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi cảm ứng chân, bữa nay con nguyện quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, mà chừng ta nói chỉnh chút nóng liền chết vào ba quý vị. Tôi đó chị Ba cười, tôi nói vậy chị Ba biết liền, tôi hay nóng kỳ, bây giờ phải sửa lại mới được, không sửa là không được phải không? Giờ đây chúng ta đồng hướng về Đại Hùng Bổ Điện để chúng ta cầu nguyện tập thể cho đoàn. Mời quý vị chúng ta hướng về chánh điện đồng xá ba xá. Và đồng chắp tay lên trán, phút cầu nguyện được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 26 tháng Giêng niên Nhâm Dần, là ngày tất cả chúng con có trở về vùng đất Bạc Liêu và Sóc Trăng để hành hương lễ Phật và làm từ thiện. Hiện tại chúng con đang quỳ trước chánh điện chùa Chén Kiểu. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho bá tánh giảng dân được từ tâm bác ái, giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho nước Việt Nam mưa hòa gió thuận, thế giới được hòa bình an lạc và chống vượt qua đại dịch Covid-19. Cầu nguyện cho tất cả người dân Việt Nam và nhân loại trên thế giới đã bị tử nạn trong trận Covid vừa qua, nương theo công đức của Phật mà được giảng sanh về thế giới an lành. Cầu nguyện tất cả chúng con có mặt đây khi đi được mạnh lành vui vẻ, khi trở về nhà giải hết quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tiêu tan chướng nghiệp, để đồng tinh tấn tu hành, nguyện làm lành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta giữ tư thế và xá lễ bái đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bốn lại xong, mời quý vị đồng đứng lên. Và xá chính giữa, Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo là đến chương trình cầu nguyện một lần cho những người thân của đồng đạo chúng ta có mặt đây đã qua đời. Mời chúc. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, vừa qua chúng ta đã cầu nguyện cho quốc thế dân an, thế giới được hòa bình an lạc. Giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục hướng về Tam Bảo Phật Đài để cầu nguyện cho những người đã chết, tức là cô bác anh chị em thân nhân trong đoàn của chúng ta. Xin kính mời quý vị thân tâm đồng hiệp nhất hướng về Tam Bảo Phật Đài xá ba xá và thỉnh quý vị quỳ. Đồng chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho Phạm Bình Nguyễn hưởng thọ 64 tuổi, Phan Thị Gẫm hưởng thọ 71 tuổi, Phan Công Bình tự nghé 90 tuổi, Nguyễn Thị Dốn 66 tuổi, Lê Ngọc Phương 56 tuổi, Nguyễn Thị Nói 62 tuổi, Lê Thị Bé 69 tuổi, Nguyễn Thị Kim Ba 67 tuổi, Võ Thị Nguyệt 65 tuổi, Lê Văn Phúc 53 tuổi, 83 tuổi, Lê Văn Hạnh 78 tuổi, Nguyễn Văn Chiết 81 tuổi, Nguyễn Văn Lộc 48 tuổi, Lê Thanh Dân 45 tuổi,
Quỳnh Thị Thu Hồng 61 tuổi, Lê Hữu Chí 59 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ các vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mậu vị đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn lại thỉnh quý vị đồng đứng xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính lễ viên mãn luôn ha. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em trong đoàn từ thiện Khánh Thuận của chúng ta, buổi trưa hôm nay chúng ta đã xong nhiệm vụ ở tại chùa Xà Lôn Chén Kiểu thuộc về xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Giờ đây thì chương trình đã được viên mãn. Kính mời quý vị hướng về Tam Bảo Phật Đài, chúng ta đồng kính lễ thống nhất, kính lễ kính xong, và kính mời cô bác anh chị em mình giải y.